Thời sự quốc tế 1 tháng 6 Việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí Mỹ không chỉ áp dụng với tỉnh Kharkiv. Chiến đấu cơ M-16 sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cấp bằng chứng chi tiết về việc chính quyền Trung Quốc liên tục viện trợ toàn diện cho Nga. Ông Biden lần đầu phản ứng với quyết định của tòa án trong vụ ông Trump. Ngoại trưởng Mỹ thảo luận kế hoạch Gaza với Thổ Nhĩ Kỳ Jordan và Eritrea. Thế trưởng ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bôi nhọ Bắc Kinh. đệ nhất phu nhân ông Tập đã giữ trọng quyền được 7 năm. Kim Chi xin kính chào các khán thính giả, quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế thứ 7 ngày 1 tháng 6 của dkN thời sự. Sau đây là phần nội dung bản tin. Việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí, Mỹ không chỉ áp dụng với tỉnh Kharkiv. Michael Carpenter, giám đốc các vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết quyết định của Mỹ cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga không chỉ áp dụng cho khu vực Kharkiv. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền, ông Carpenter lưu ý rằng vì lý do an ninh, ông không thể tiết lộ chi tiết về các điều kiện mà Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông xác nhận trước một câu hỏi làm rõ ràng, việc tấn công không chỉ được phép ở lãnh thổ gần vùng Kharkiv mà còn cả ở vùng Sumy. Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, điều này áp dụng cho toàn bộ khu vực phía Bắc của Ukraine, nơi lực lượng Nga đang pháo kích dữ dội. Trước đây, Nga có thể bắn từ đó tương đối an toàn, nhưng giờ đây, lực lượng Ukraine có thể sử dụng đạn dược và vũ khí của chúng tôi để phản công. Ông Carpenter từ chối cho biết liệu quyết định của Washington có thể mở rộng sang các lãnh thổ khác của Nga hay không. Ông nhấn mạnh, như tôi vừa nói, những khuyến nghị này liên quan đến biên giới phía Bắc của khu vực Kharkiv và Sumy, nơi lực lượng Nga đang bắn vào Ukraine. Kể từ tháng 2 năm 2022, Mỹ đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu ở Crimea vì nó nằm trong biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine và Washington không công nhận việc Moscow chiếm đoạt bán đảo này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, việc điều chỉnh hạn chế sử dụng vũ khí mà Ukraine nhận từ Mỹ là đúng đắn. Chiến đấu cơ F-16 sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. Theo tuyên bố hôm 31 tháng 5 của Thủ tướng Đan Mạch, Mark Frederiksen, chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. Các quốc gia đã đồng ý chuyển giao vào năm ngoái. Bà nhấn mạnh rằng cuộc họp tại Stockholm, Thụy Điển là một thông điệp mạnh mẽ rằng tất cả người dân ở Bắc Âu kiên quyết đứng về phía Ukraine. Thủ tướng nói, thông điệp thứ hai rất rõ ràng, chúng ta phải tăng tốc và tăng cường viện trợ cho Ukraine vì tình hình trên chiến trường rất nguy cấp. Hiện chúng ta có các cam kết an ninh từ tất cả các nước Bắc Âu. Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine rất nhiều viện trợ quân sự và chúng tôi muốn chuyển nhiều hơn nữa. Các chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch sẽ sớm tới Ukraine. Vào năm 2023, các đồng minh của Ukraine đã thành lập một liên minh hàng không, theo đó kỹ sẽ nhận được chiến đấu cơ F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch và các đối tác khác. Nhóm phi công Ukraine đầu tiên đã hoàn thành khóa huấn luyện trên chiến đấu cơ F-16 tại một căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ. Ngoài ra gần đây, Mỹ còn tuyên bố sẽ cam kết cung cấp 30 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine vào năm 2028. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cấp bằng chứng chi tiết về việc chính quyền Trung Quốc liên tục viện trợ toàn diện cho Nga. Trong khi nỗ lực viện trợ Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy châu Âu và Mỹ cũng đang cân nhắc việc chấn át chính quyền Trung Quốc vốn vẫn tiếp tục viện trợ cho Nga. Theo truyền thông Political của Mỹ mới đây, quan chức số 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Kirk Campbell, đã đệ trình bằng chứng chi tiết và cụ thể cho các nhà ngoại giao châu Âu của NATO, nói rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn liên tục viện trợ toàn diện cho Nga Đồng thời, với sự viện trợ của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nga phải được cung cấp mọi viện trợ cần thiết ở hậu phương. Ông Campbell cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ viện trợ Nga, mà còn viện trợ toàn diện. Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo điều kiện cho Nga tổ chức lại sức mạnh quân sự, có thêm hỏa tiến tầm xa, máy bay không người lái, pháo binh tầm xa, vân vân, gây tổn hại lớn cho hòa bình. Ông Campbell cũng cho biết, nhiều nước châu Âu đã phát biểu tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương gần đây rằng Họ sẽ không duy trì quan hệ bình thường với Bắc Kinh nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật sử dụng một cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Lãnh đạo các nước NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn vào tháng 7, khi đó NATO dự kiến sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên lên tiếng về quyết định kết tội cựu Tổng thống Donald Trump của tòa án. Bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia Mỹ cho hay, Nguyên tắc của người Mỹ khi ai không đứng trên luật pháp đã được khẳng định. Donald Trump được cho mọi cơ hội để tự bảo vệ mình. Đó là vấn đề của tiểu bang, không phải vấn đề liên bang. Ông ấy đã được 12 công dân, 12 người Mỹ, 12 người giống như bạn lắng nghe. Ông Biden nhắc nhở rằng bộ thẩm đoàn đã lắng nghe các bằng chứng trong năm tuần và nhất trí đưa ra phán quyết rằng ông Trump bị kết tội ở tất cả 34 tội danh. Ông Biden nói thêm, đó là cách hệ thống tư pháp Mỹ hoạt động. Và thật liều lĩnh và nguy hiểm khi nói rằng mọi thứ đều bị gian lận, chỉ vì bạn không thích phán quyết, Biden nói thêm. Tòa án đã kết luận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm tội hối lộ nữ diễn viên khiêu dâm Daniel để giữ im lặng về mối quan hệ thân mật của họ. Như vậy, ông Trump có thể phải đối mặt với án tù, nhưng điều này theo truyền thông phương Tây là khó xảy ra. Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng hôm 31 tháng 5 với các người đồng cấp từ Arsêuth, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để thảo luận về đề xuất đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và bảo đảm việc giải phóng các tù nhân con tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ thực hiện các cuộc gọi trên máy bay khi bay từ Praha trở về Washington đã nhấn mạnh với những người đồng cấp rằng đề xuất này có lợi cho cả người Israel và người Palestine. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bôi nhọ Bắc Kinh. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc kêu gọi Hoa Kỳ kiềm chế bôi nhọ Trung Quốc và ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt lạm dụng đối với các công ty Trung Quốc tại các cuộc đàm phán tuần này ở Washington. Ông Mã đã gặp thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell và phó cố vấn an ninh của Jared Feiner hôm 30 tháng 5, một ngày sau khi Hoa Kỳ cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine và cho biết Bắc Kinh có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây đệ nhất phu nhân ông Tập đã giữ trọng quyền được 7 năm. Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ được tổ chức vào tháng 7. Có tin đột rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch thăng chức cho vợ ông là Bành Lệ Viện và Ban chấp hành Bộ Chính trị tại cuộc họp. Diêu Thành, cựu trung tá kiêm sĩ quan tham mưu Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tiết lộ vào ngày 30 tháng 5 rằng thực ra bà Bành Lệ Viện thực sự đã phụ trách việc bổ nhiệm và cách chức quân nhân trong 7 năm và mọi tầng lớp xã hội đều không biết gì về việc này. Trước khi ông Tập Cận Bình rời Bắc Kinh để thăm châu Âu vào đầu tháng này, một bức ảnh cho biết bà Bạch Lệ Viện là thành viên chuyên trách của Ủy ban đánh giá cán bộ quân ủy Trung ương và chịu trách nhiệm tuyển chọn sĩ quan quân đội. Cựu trung tá Trung Quốc Diêu Thành đã đưa tin này trong một buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 30 tháng 5 rằng, trong cuộc cải cách quân sự của ông Tập Cận Bình, Bà Bành Lệ Viện được chuyển đến Đại học Quốc phòng và làm giáo sư tại Trường Văn hóa Quân sự của Đại học Quốc phòng vào tháng 4 năm 2017 và bắt đầu giữ chức vụ thẩm phán chuyên trách của Ủy ban xét duyệt cán bộ của quân ủy. Cựu trưng tá cho biết, tuy nhiên sau khi xác minh, người ta phát hiện quân ủy Trung ương Trung Quốc hoàn toàn không có Ủy ban giả soát cán bộ và chỉ có một người giả soát toàn thời gian là bà Bành Lệ Viện. Cựu trung tá đã hỏi bạn bè ở Bắc Kinh nhưng không ai trong số họ biết về tổ chức này hoặc chức vụ của bà Bành. Lý do khiến sự việc bị tiết lộ là vì trong bức ảnh bà Bành đang đi thị sát trường Đại học Kỹ thuật Hải quân. Không rõ bức ảnh được trừ khi nào, nhưng cựu trung tá Diêu Thành được biết bức ảnh được treo trên tường của Đại học Kỹ thuật Hải quân ở vị trí rất nổi bật, nhưng không có ai chú ý đến nó. Theo cựu trung tá, nói cách khác bà Bành đã phụ trách việc thăng chức, bổ nhiệm và cách chức các tướng lĩnh quân đội trong 7 năm Kể từ năm 2017 đến nay, mọi người đều dự kín chuyện này. Theo ông, ngoại giới cảm nhận quân ủy Trung ương Trung Quốc hiện giống như một cửa hàng bán lẻ và vợ chồng Tập Cận Bình là người có tiếng nói cuối cùng. Cựu trung tá mô tả điều này rất kỳ lạ. Ai là người có quyền lực nhất ở Trung Quốc hiện nay? Không phải ông Tập Cận Bình mà là bà Bành vì bà mới là người kiểm soát quân nhân. Về lý do tại sao bức ảnh trên được tiết lộ vào thời điểm này và chức vụ quyền hạn của bà Bành bị lộ, cựu trung tá giải thích rằng có một khả năng là ông Tập Cận Bình làm điều này nhằm mục đích tiêm nhiễm cho quân đội trước phiên họp toàn thể lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 và để cho mọi người đều biết về vị trí của bà Bành. Tuy nhiên, cựu trung tá Trung Quốc Diêu Thành nghiêng về khả năng vụ việc này là do phê chống ông Tập dò dỉ ra ngoài vì dự kiến ông Tập sẽ có những điều chỉnh lớn về đội ngũ quân đội tại phiên họp toàn thể lần thứ ba. Quân đội không hài lòng với điều này gần đây một người quen thuộc với tình hình trong quân đội Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn của báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung. Người này tiết lộ rằng quân đội rất không hài lòng với ông tập đến mức những ngày này ở Hà Bắc có mưa lớn và trong quân có câu rằng Trương Nam Hải sẽ bị nhấn chìm và ông tập cận bình sẽ bị đánh bại. Các chuyên gia và học giả cho rằng ông tập cận bình là một nhà độc tài và có thể sắp xếp để bà Bành lệ viện lên nắm quyền hoặc nắm quyền khi ông tập ốm bệnh. Đảng cộng sản Trung Quốc tin vào quyền lực đến từ nòng súng để củng cố quyền lực bà Bành Lệ Viện chỉ có thể dựa vào quân đội. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng hỗn loạn và ngày càng gặp nhiều rắc rối. Có thể dự đoán rằng chế độ này chắc chắn sẽ nổ ra nội chiến. Bà Bành sợ rằng không có cơ hội tiếp quản. Cựu quân chức Trung Quốc Vương Hữu Quần đã viết một bài báo trên báo Đại kỷ nguyên tính trưng vào tháng 1 dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một số thảm họa lớn vào năm 2024, quân đội sẽ bất ổn nghiêm trọng. Phe Giang và phe đoàn thanh niên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đang chờ đợi điều gì đó xảy ra với ông Tập Cận Bình hoặc tận dụng mọi cơ hội để làm điều gì đó với ông Tập. Cuộc đảo chính và binh biến mà ông Tập lo ngại nhất có thể xảy ra nếu Bắc Kinh mạo hiểm phát động chiến tranh qua eo biển Đài Loan, điều đó sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo